Hello, xin chào tất cả anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của Đình Lâm nhá. Rồi thì hôm nay tiếp tục quay trở lại với con bình bóc anh em. Này mình lại tiếp tục cầm 113k vào chơi, cũng như kiếm tiền trên con quay thú cho anh em cùng xem nhá. Rồi thì trước khi đến với quay thú thì mình vẫn lật poker trên dưới như hàng ngày anh em. Đấy, hôm nay ngày mùng 2 đầu tháng anh em nhá. Đấy, mùng 2 tháng 6 đầu tháng thì mình sẽ tiếp tục lên video. Đấy thì hôm nay để xem vốn 100k của mình thì mình sẽ chơi được bao nhiêu từ cái con poker trên dưới với lại quay thú nhá. Đấy, quan trọng là quay thú thôi anh em ạ. À, poker trên dưới này chỉ giúp được mình mấy trăm đầu thôi anh em. Đây 947k. Rồi bây giờ mình sẽ vào quay thú chơi cũng kiếm tiền, cũng là cách bắt cầu trên con quay thú này cho tất cả anh em cùng xem và giải trí nhá. Rồi thì mời anh em đón xem cùng mình để xem hôm nay vốn trăm mấy ca của mình thì lên bao nhiêu trên cái con bình bóc này anh em nhá. Thì bữa anh em đón xem hết cuối clip cùng mình ạ. Rồi, cảm ơn anh em rất là nhiều. Vừa rồi thì ra con bộ cột trắng anh em ạ. Đấy, ôi may của anh em ơi, một phát nữa thôi anh em ạ, chầm một ly nữa thôi là sang sư tử cái là toang phần mẹ nó rồi. Rồi phát đầu tiên đã tất tay thành công anh em, lên 2,4 triệu nhá. Rồi anh em nào mà chưa trải nghiệm cái con bình bóc này thì link mình đã để dưới phần bình luận với là mô tả rồi. Anh em chỉ cần tải về liên kết xong anh em gửi ID vào cái nhóm Telegram mình ghi ở trong mô tả đấy. Anh em gửi vào đó sẽ có người trách tặng anh em code 20k để anh em trải nghiệm nhá. Và đặc biệt hơn nữa anh em ạ, anh em tải con bình bóc này mình sẽ tặng anh em mỗi người hai công thức xích bò. Đó, ok, ăn gấu trúc tiếp này. Hai công thức xích bò, anh em nào mà đến với mình thì chắc cũng biết mình bắt cầu xích bò đỉnh đến nào rồi. Đấy, anh em nào mà cần xem video xích bò thì anh em bấm kênh Đình Lâm game bài đổi thưởng, nó sẽ ra kênh xích bò của mình. Mình chỉ lên mỗi xích bò thôi anh em ạ. Đấy, kênh đó mình chỉ cứ vốn mấy trăm lên mấy trăm củ con xích bò thôi, vì mình có công thức anh em. Đấy, cho nên mình đánh ngày nào cũng ăn thôi anh em ạ. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục bắt thú tiếp nhá. Đấy, ăn hai tay thú rồi anh em ạ, ăn hai tay thú lên là 5 triệu mấy anh em. Ô là trời ơi, cay thế nhờ, cá một vàng anh em ạ. À, hiếm hoi lắm nó mới ra cá một vàng anh em. Đấy thì mỗi người trải nghiệm game mình sẽ đưa về bờ 1 đến 2 lần. Và đặc biệt nữa thì mất còn được hoàn vốn anh em nhá. Mình đưa anh em về bờ là hoàn toàn miễn phí 100%, mình giúp anh em thôi. Mỗi ngày mình chỉ đưa tầm 5 đến 7 người về bờ thôi nhá. Anh em nào cần về bờ thì cứ liên hệ ngay qua cho mình. Mình đưa anh em về bờ khung 8, 9 đến 10 giờ sáng hàng ngày nhá. Rồi, ăn rồi anh em ạ. Ăn rồi, 1,5 triệu x8 nhá. Rồi, pha tất tay thành công, đi vào lồng đất anh em ạ. Và bây giờ đã lên bao nhiêu rồi? 11,6 triệu. Rồi, bây giờ mình sẽ ra vào lại phát anh em nhá. Rồi, còn anh em nào mà chưa trải nghiệm cứ nhanh tay trải nghiệm đi anh em nhá. Đấy, con này nó có cả bản web anh em ạ. Anh em nào mà cần chơi bản web ấy thì link bản web, vì con bản web nâng cấp vừa ra mắt anh em ạ. Đấy, vừa ra mắt mấy ngày mình có ghim ở dưới phần link tải luôn. Để anh em nào mà muốn chơi bản web thì anh em có thể chơi, mà muốn chơi bản app thì anh em có thể tải về chơi như mình như thế này nhá. Rồi, ăn tiếp 2,5 triệu con gấu trúc anh em này. Đấy, chả có gì thay đổi thì hôm nay kiếm vài chục thôi anh em nhá. Đấy, không tham hố làm gì. Cái con này anh em tham là hay bị mất lắm anh em ạ. Anh em cứ chơi, anh em phải quản lý vốn, phải chia vốn ra chơi thì anh em mới có thể ăn được trên những cái con này. Đấy, thì con này thì mình like thì mình chỉ chơi con bùn bùn, còn qua video cho anh em xem thì mình chỉ quay con siêu xe, xích bò với lại con quay thú này thôi anh em nhá. Đấy, ngoài mấy con này ra mình không chơi con nào cả anh em ạ, ít lắm anh em. Rồi thì ăn tiếp anh em, ăn tiếp con thỏ 1,5 triệu x6 nhá. Đấy, nãy giờ thì cũng mới thua đúng một tay thì phải anh em ạ, mới thua đúng một tay thôi. Đấy, cũng không thua nhiều. Bây giờ thì lên 27,9 triệu rồi anh em nhá. Anh em nào mà rảnh thì cứ 8 giờ tối hàng ngày cứ vào kênh Đình Lâm Ga mình xem, mình livestream con này nhá anh em. Mình chơi buồn buồn cũng khá là to anh em ạ, anh em vào xem vui cũng như là ủng hộ mình. Đấy thì mỗi like thì mình có bỏ ra 400-500k lọc lãi cho anh em chơi event hàng ngày nhá. Ngày nào cũng lọc hết anh em ạ. Rồi, ôi địch mẹ tưởng bài, cái quăng luôn 2,58 triệu nhá. Ok, bao nhiêu 39 củ 900. Rồi, gần 40 củ rồi anh em ạ, không biết hôm nay lên được bao nhiêu đây. Đấy, hơi hồi hộp anh em ạ, chơi cái này chơi to hay hồi hộp lắm anh em, khó chịu trong người. Đấy, mất thì cái tâm lý mình nó sẽ chơi khác, còn mà ăn được thì tâm lý mình vững bình tĩnh thì mình sẽ ăn được thôi anh em. Đấy, chơi cái này một là anh em phải bình tĩnh này, giữ vàng vững vàng tâm lý anh em.
đừng có vội hấp tấp với lại ôi đi mẹ toàn rồi mất 7 triệu rưỡi đấy anh em thấy không, không phải ít nữa đâu anh em ạ. Đấy, mất mất cũng căng phí đấy anh em ạ, nhưng dù sao vẫn lãi, hôm nay vốn có 114k anh em, bây giờ lên 32 triệu rồi, sợ cái gì. Đấy, đánh một tay 6 triệu luôn, đánh một tay 6 triệu luôn, 7 triệu luôn này. Rồi để lại 8 triệu đi, để lại 8 triệu đi, đánh mỗi con 8 triệu để lại 8 triệu nhá. Đấy, ăn hy vọng ăn phát này chứ không còn 8 triệu tư là coi như là đời em lặp lại đời tôi luôn. Rồi, chạy như thế này là kiểu gì mình cũng ăn rồi. Rồi, ok, ăn 8 triệu x8 anh em nhá. Rồi thì bây giờ không biết lên bao nhiêu rồi anh em ạ. Ok, 70 triệu thì bây giờ mình sẽ dừng clip tại đây luôn thôi anh em. Đấy, vốn 100k lên 70 triệu nhá. Còn bây giờ mình sẽ bye bye anh em. Hẹn gặp lại anh em vào những clip tiếp theo nhá. Cảm ơn anh em rất là nhiều.